Đây là lần đầu tiên nhóm thiện nguyện kết hợp với hội sinh viên của trường. Mục tiêu của chuyến đi này không chỉ để tặng quà cho các em vùng cao mà còn là nâng cao nhận thức cộng đồng về giáo dục và sức khỏe. Không phải là hy vọng mà là chắc chắn. Hội sinh viên của chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng cho sự kiện lần này rồi. Chúng tôi đã khảo sát các điểm trường, lập danh sách các em cần giúp đỡ và phối hợp với đơn vị địa phương để đảm bảo mọi thứ được diễn ra suôn sẻ nhất. Tôi có việc phải đi rồi, không đi ăn cùng hai anh em được. Cho tôi gửi lời cảm ơn nhóm thiện nguyện của các anh đã đồng hành cùng chúng tôi trong dự án lần này nhé. Cảm ơn anh. Nhóm muốn đây không chỉ là thực hiện các dự án từ thiện mà còn là cơ hội để tất cả các nhóm giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Cô, em mời anh Thái đi ăn giúp anh nhé. Dạ. Cô mới vào trường mà đã được giao trọng trách rồi nhỉ? Chính vì là người mới nên em mới được giao nhiệm vụ là tiếp khách. À, anh đói chưa? Mình đi ăn đi. Hôm nay có Lộc ăn uống đây. Đi thôi anh. Pu. Dạ. Pu đi nhanh quá, tôi theo không kịp. Mà xung quanh đây tôi chẳng biết hàng quán nào cả. Hay là Pu định bỏ tôi để chạy trốn? Em xin lỗi. Bình thường em đi một mình quen rồi nên đi nhanh ạ. Tại sao Pu lại chọn học ngành này? Khi còn bé, em thấy người trong bản bị bệnh mà không có bệnh viện hay là bác sĩ ở gần đấy. Em ước mơ em học thật giỏi để sau này biết nhiều kiến thức để chữa bệnh cho người dân. Chỉ có đi học em mới khiến dân bản tin mình và em giúp cho mọi người sống khỏe mạnh hơn. Thế còn anh học ngành gì hồi học đại học ạ? Tôi học quản trị kinh doanh. Thời gian vừa rồi sống cho đam mê tuổi trẻ. Tôi thích phượt. Nhưng tôi cũng thích tự nấu những món dân dã bằng chính những nguyên liệu mà tôi tự kiếm được. Kết quả là tôi có một kênh YouTube. Nó giúp tôi kiếm tiền, làm từ thiện và thỏa mãn đam mê. Cảm giác được ăn một món ăn ở vùng đất mới chắc là thú vị lắm nhở? Đúng vậy đấy. Đi đến đâu tôi đều tìm được những món đặc sắc để giới thiệu lên kênh của mình. Cảm giác rất tuyệt. Có lẽ một ngày nào đó em sẽ phải thử món ăn mà anh nấu. Tôi hứa sẽ mời cô ăn miễn phí. Đi thôi. Ở đây không khí vui nhỉ? Mà nhìn đồ ăn có vẻ ngon phết. Ở đây đồ ăn thì đa dạng, nhưng mà không phải món nào cũng hợp khẩu vị như món nào đâu. Thế thì tôi sẽ thử hết tất cả đồ ăn ở đây. Thế thì anh sẽ trở thành khách quen ở đây mất. À, vụ ngộ độc ở xóm Trải giải quyết thế nào rồi? Mọi người hiểu và tha thứ cho thằng Trải. May không ai bị làm sao. Mà tất cả cũng là tại nó. Từ bé đến lớn đã bao giờ buôn bán kinh doanh gì đâu. Cứ học đòi lên mạng làm theo thôi. Em nói sai gì ạ? Tôi không bảo cô nói sai. Chỉ là Trải là chồng sắp cưới của cô. Mình không nói thế được. Tôi cũng chỉ nghe mọi người ở xóm nói thôi. Chuyện không phải như vậy đâu. Thực ra em bị gán nợ phải lấy Trải. Gán nợ? Thời buổi này mà vẫn còn chuyện đó sao? Chuyện kể ra cũng hơi rắc rối. Gia đình em có một số vấn đề liên quan đến nợ nần. Và để giải quyết vấn đề, em phải kết hôn với thằng Trải. Chứ không có yêu đương gì ở đây. Tôi xin lỗi Pu vì đã hỏi chuyện này. Tôi không nghĩ là hoàn cảnh của Pu như vậy. Không sao đâu ạ. Anh ăn nhanh đi, kẻo nguội mất ngon.